Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Điều đầu tiên nói dạo này anh em thích mua xe buổi tối quá. Ban ngày không đi, đi đêm không à? Mấy hôm nay chắc có chuyện mờ ám gì đây. Đó, thì quay đầu tiên cho anh em ngắm dàn xe ha. Đây là Z9 nè, quay ra, đẹp không? Bên đây một góc riêng, huyền thoại CB1000, 230 triệu, có phích nhẹ cho anh em luôn. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, có luôn bộ độ xịn sò luôn nha. Đồ zin còn đầy đủ. Đó, CB1000 nằm một góc, khỏi chạy. Z800 175 triệu, có đồ chơi luôn, bộ độ luôn, nổ tan nát luôn. Quá dữ, H2. Còn MT03 89 triệu. Đó, phải kèn vậy nè, nhớt nước mát rồi mới thay luôn. Thầy mới luôn á, chưa lăn bánh luôn á anh em. Đó, MT03 ABS trước sau. Rồi, Ninja 400, siêu đẹp. Quay cho anh em xem, phải quay hết xe cho anh em. 120 triệu, rất là đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Kèn đúng không em? Rồi, bây giờ mình vô vấn đề chính đi. Không có quay xe nữa, chủ yếu quay cho anh em tham khảo thôi. Vào vấn đề chính, đó là con R15 này. Đó, thì anh chủ xe đã cọc mình trước để tìm xe. Thì bây giờ xe đã về, thì ảnh mới qua, hỏi ảnh lấy không? Ok lấy thì tôi quay clip, ok lấy thì quay clip. Thì con R15 này thì nó là sao? Quá đẹp anh à. Giới thiệu tên tuổi đi. Trước mắt xin chào anh em YouTuber và anh em biker. Và chào anh Minh. Em tên Hoàng. Hôm nay em đặt con R15 này của anh Minh. Thì thật sự là vượt ngoài hy vọng của em. Đồ chơi quá nhiều, xe gần như là Ken luôn. Còn có cả Smarky nữa, quá đẹp, quá tuyệt vời. Lộn rồi, cái đó chống trộm. Cái đó nói là chống trộm cũng được mà sẽ mất cây cũng được đúng không? Mình nó thiên về chống trộm hơn. Dạ. Đó thì con xe này nè, coi nè anh em, bây giờ đầu tiên á mình sẽ nói cho anh em cái dàn đèn trước đi ha. Thấy cái dàn đèn rất là đặc biệt. Tại vì hồi đó giờ anh bán chưa có con xe nào mà để cái đèn chở sáng ở đây đó. Đèn tun xịn nè, cái này tun xịn nè, thấy không? Đó. Thì ở đây hai bóng nữa. Đó, anh em thấy chưa? Rồi em quay xa ra để anh mở cho anh em xem. Thì cái đèn này nó câu vô luôn cái công tắc backsync. Khi mình đỡ mở đèn lên thì bốn bóng nó sáng. Đây bây giờ anh tắt cái này cái. Đó, rồi. Thấy chưa anh em? Đó, là bốn bóng nó sáng. Thấy chưa? Quay kỹ cho anh em coi. Rất là đẹp, quay xa xa ra, cái này quay xa ra mới đẹp. Em qua bên góc kia đứng rồi đó. Quay xa cho anh em coi tham khảo. Này là đang mở hai giác nè, hai giác nè. Đó. Thấy chưa anh em? Rồi khi anh em muốn làm thần đèn muốn làm thần đèn rồi đi tối quá anh em mở lên đó quá sáng luôn, xin đường. Ôi da, ai da, chói mắt quá, đá pha không có đường về. Ừ đó, mở lên cực sáng, phải nói là nó cực sáng đã thiệt chứ. Đó rồi, xong về cái đèn đuốc đi. Thì cái thứ hai muốn giới thiệu với anh em là nó xài một cái chống trộm rất là đặc biệt. Cái này em phải về nghiên cứu hơn thêm nha, chứ anh không có thời gian. Nhìn cái chống trộm rất là xịn sò. Nhưng mà em không có đem theo cái này là em không có bật được. Nó nhìn đẹp không anh em? Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Nó tìm được con xe này thiệt rồi. Nhìn nó rất là đẹp. Nhìn giống như cái kẹo ăn mà đúng không? Đúng không? Không có cái này là coi như là em không bật xe được luôn đúng không anh? Đúng rồi, nó sẽ hú á. Để em cấy vô người luôn. Cho mướt khỏi cần phải đi tìm. Cấy vô đó, cấy vô được. Làm Iron Man. À. Rồi cái tiếp theo thì mấy cái này cũng thường thôi. Tay con dây thắng Rainbow nhưng mà hàng thường nha anh em, chứ không phải hàng Rainbow thiệt. Tại vì cơ bản á, với những con xe này 5-60 triệu á, thì anh em lên những cái cặp tay 3-45 ngàn, 1 triệu đổ lại là được rồi. Xe 5-60 triệu mà anh em quất luôn cặp tay 7-8 triệu nó đâu cân đối, đâu không xứng thì vậy là được rồi đó. Thì có giá đỡ điện thoại nè ha. Đó rồi chống đổ lên sẵn, đồ chơi sao để là vậy anh em, cây bô. Còn mấy chỗ này là nó phải chày. Tại anh em hiểu không? Tại vì cái này là cái ốp chống chày, để nó chống chày cây bô thì nó mới chày cái miếng này. Thì dắt ra rắc vô phải chày, cái này là ốp chống chày mà. Cái này mà nó không chày mà cái bô chày mới là cái này có vấn đề nè. Cái này là chống chày thì nó phải chày. Đó, rồi đây trắng bụng, xi nhan bát biển số. Đó, xi nhan sao rất là đẹp. Em thấy chưa? Biển số đẹp không? 17373. Quá là tuyệt vời luôn. Biển số đẹp thì chứ, thích đó. Biển số chất á. Rồi hết cái gì rồi, thì bây giờ cho anh em nghe cái tiếng bô này. Cái những anh em mà có tham khảo á, chơi R15 á, thì cho người ta
tham khảo. Rồi, quá đã đúng không? Quá tuyệt vời. Nước mát là anh đã thay rồi, còn nhớt về muốn thay nước mát là anh thay mới rồi, anh full rồi đó. Nước mát là chắc em đi chắc lâu lắm luôn á, em đi chắc khoảng 15.000 cây nữa mới còn thay lại, 15.000 cây số nữa đó. Rồi giờ sao nữa, giờ bàn giao xe thôi, xuống giọt giọt thử vài vòng thôi đúng không? Dạ. Giờ còn gì đó nói, giờ ghiền quá rồi ha, xuống giọt thử vài vòng. Còn cái giao kèo của anh em mình là nhớ nha. Dạ. Đúng giờ nha, là đó. Rồi đó, đó là giao kèo riêng, bí mật thấy không? Giao kèo bí mật. Những bí mật nhỏ. Ừ, thì hình như là nó còn bô zin. Còn bô zin. Kính này kính độ nè, nó còn kính gió zin. Đó, bữa nào muốn lấy thì cứ ghé anh lấy, báo anh. Đồ zin nó còn, cái này anh kiểm tra thử còn không anh đưa luôn. Cho anh giữ làm gì đâu, phải không? Cái này nếu như mà còn đồ zin thì đưa luôn, còn còn thôi. Đó, anh kiểm tra chủ xe lại, chìa khóa là còn hai chìa. Còn hai chì luôn nha, hai chì, chì anh cất rồi, còn hai chì. Rồi bây giờ nhiệm vụ của em, cameraman, dắt xe xuống cho khách hàng chạy thử nè, quay vỏ nè. Đó. Nói chung là chất xe là keng, gì đi. Đó, rồi. Cái này em phải mua dưỡng sên để em dưỡng nha. Đó, dưỡng chạy nó êm hơn, rồi ok. Đó, quay cho anh em thấy con xe đẹp. Cọc mình lâu rồi đó, bây giờ mới tìm được đó anh em. Khuyên anh em luôn là để tìm một con xe nó rất là lâu, phải như vậy nè, cỡ cỡ như vậy nè thì mới tìm được cho anh em được. Con xe này cũng dạng là thuộc cũng bình thường đối với mình đó, còn mình muốn là đẹp nữa. Con xe này ông nội chủ xe á, ổng có ẩu cái này nè, ổng dán cái này lên mà ổng lấy keo sắt dán lên thì nó nhỏ xuống đây nè, nó nhỏ xuống đây chà nó không ra anh em đó, ẩu một cái chỗ đó thôi, còn bao nhiêu là điểm cộng cho ổng hết, chỉ có ổng ẩu cái đó ổng chưa trải sự đời. Chưa chạy mà cái đó không sao, nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Đó. Hả? Ừ, thì em xuống mở cửa hầm, xong rồi chạy xe xuống. Đó, quay cho anh em xem. Chứ mấy cái này ổng lên rất là ok. Đèn chợ sáng này nọ, chống trộm, bô rồi lên rồi rất là vừa ý. Nhưng mà chỉ có cái là nhỏ kia cái sắt đó đó. Đó là mình không thích một xíu thôi. Nhưng mà cơ bản về cái giá tiền, tầm tiền này thì con xe này quá là ok. À, quên nữa kể chuyện của ảnh nè. Là có nghĩa là anh mua xe về anh hơn bạn của anh luôn đó. Bạn của anh là cũng đi R15 nè, mua về hai anh em đi chơi chung mà bạn của anh giới thiệu qua anh đây mua, mà giới thiệu qua mua xe hơn của bạn luôn. Mua sao hơn bạn thôi. Ừ, hơn nhiều đồ chơi luôn. Xi nhan bự hơn đúng không? Xi nhan của bạn em chiều có chút xíu thấy không, chiều có chút xíu. Xi nhan này đẹp lắm, xi nhan này đâu mở cho anh em xem mà thấy không, nó chạy hai lên luôn, thấy không đẹp không, trước sau luôn. Ừ, xe nhanh của bạn em hồi chiều qua cho em coi thì em bình thường. Hai gì khó zin rồi, chỉ cho mở nắp bình xăng nè, ấn xuống, ấn xuống, ấn xuống, một tay ấn một tay cầm chìa khóa chứ. Rồi dặn qua, nó nhẹ là dặn đó. Rồi bây giờ ấn xuống là đóng, ấn mạnh xuống. Rồi rồi nhẹ thôi, nhẹ nhàng mới mở nha. Còn mà nó cứng á, mà em mở em chưa ấn đúng khớp á, là em mở là nó hư cái chìa khóa á. Em thấy nó nhẹ chưa? Nó nhẹ thì mới mở. Rồi ok, chạy dắt xe xuống cho chạy thử. Lúc giao con xe á, là đẹp nha. Bữa sau mà chạy tới mà thấy con xe gớm là hiểu là đi xe như thế nào. À, cho anh em xem xe từ dưới đất nẻ chui lên ở lộn, dưới hầm chui lên lộn lộn đó, nhìn ngầu không? Ôi đừng có lũi tôi. Rồi đây bây giờ giới thiệu cho anh em coi cái chống trộm luôn nè. Rồi bây giờ em cầm máy đi, em cầm máy đi Hưng nè nha. Ví dụ nha, ví dụ đây cái chống trộm đâu, cái chống trộm đây nha, đây là mình đang giữ cái chống trộm nha, đó mình đang giữ cái này. Rồi em lấy em chạy đi, em leo xe em chạy đi.
khi mà người này leo lên xe chạy á, mà cách xa hình như là 2 mét đúng không? Cái gì vậy? Coi chừng, quẹo qua trái coi chừng đập cước chó. Ơi, cục bảy cước chó đây nè, rồi ra đây quay trở sáng, rồi ví dụ đây mình đang giữ chống trộm trong người nè, mà bạn này chạy đi, chạy ra xa hình như 3 mét đúng không? 3 mét là xe tự tắt máy luôn. Rồi chạy đi. Sao nó không tắt? Nó không tắt, hồi nãy nó tắt mà. Lên kia tắt rồi kìa. Đúng không? Tắt đúng không? Đi tới được rồi thôi. Đó, nó tắt rồi đó, Đúng rồi, tắt rồi đó. Nó hú không? Nó hú. Đó, giờ đi gần nó tắt à. Thấy không? Mình đi tới tắt nè. Anh em nghe hú không? Đúng không? Rồi, nó hú. Thấy không? Khi mà bạn bị người khác ăn trộm xe là bạn không bị nữa. An toàn. Tết. Sao tự tắt đúng không? Nó tự tắt máy đúng không em? Nó tự tắt đúng không? Nó tự tắt xong nó yên rồi, bây giờ em mở lên là nó dựng xe kêu. Nó không cho chạy. Rồi nè, anh tới gần nè. Đó, bây giờ rồi hết nè, tới gần nó mới nhận. Hay, ok. Được. An toàn đúng không? Dạ. An tâm đúng không? Tết thử. Rồi giờ chạy đi, rồi trả đó. Rồi chạy vài vòng chơi. Đừng có bật đèn nháy nữa. Tưởng bị hố công nghệ về là chạy xa nó mới đáo. Rồi. Nói chung là giữ nó bên mình mới chạy được nha. Đừng có bữa nào mà quên mà. Rồi. Nằm vài vòng đi. Tướng cao to đẹp trai, chạy xe đẹp. Tính ra nó nhạy mà. Cái smart key đó nhạy, quên cái cái chống trộm nó nhảy chứ. Hình như đi xa cỡ 10 mét, mười mấy mét á. Ok ha, test ok, chống trộm ok. Buồn ngủ không? Em thấy anh đang buồn ngủ. Tối rồi. Sao không chạy nữa? Cái gì? Sao? Con nghe phấn khích quá sợ. Nó bu độ rồi. Chống trộm rồi này nọ, còn đòi gì nữa. Chắc này phải đòi thêm tiền quá em ơi. Dạ. Rồi vậy lên, chạy lên đây anh đưa giấy tờ. Dạ. Rồi về. Rồi, bye bye anh em nha. Nói vài lời luôn, mình nghỉ luôn. Ốp luôn. Rồi bye bye anh em nha. Hẹn anh em gặp ở những video sau, hy vọng có nhiều anh em lên sóng nữa luôn. Hy vọng có nhiều anh em lên sóng, bởi vì nhiều anh em lên sóng là biết anh em đó phấn đấu có tiền mua xe là cũng mừng cho anh em, thấy không? Rồi ráng kiếm những con xe tốt. Rồi nói gì nói đi. Trước mắt thì mong anh em phấn đấu kiếm được tiền để mua xe cho anh Minh. Thực sự là mua xe ở đây quá lời anh em à. Thực sự quá lời. Nếu anh em có ý định mua xe thì hãy đặt cọc cho anh Minh, mua sớm. Bảo đảm anh em sẽ không bao giờ lỗ. Chỉ có người lỗ ở đây thôi. Cọc mà chưa chắc đã có xe lâu lắm á anh em. Tại vì hiện tại là cọc đợt 2 anh phải xử lý xong, là đợt 1 xử lý rồi. Là đợt 2 là đợt của em á, em là người đầu tiên á. Là còn mấy bạn fix sale nữa. Anh xử lý xong đợt 2 xong mới qua đợt 3. Đó. Nhưng mà mình đợi thời gian chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc mà. Đúng không anh em? Ừ đúng rồi. Rồi vậy bây giờ mình lên mình đưa giấy tờ. Rồi cho anh về. Mình cũng mệt rồi. Tối khuya rồi. Đó. Mới đi làm về đúng không? Dạ. Rồi chạy về là mẹ khen liền. Hàng sớm ghét tan nát tình các làng nghỉ sớm cái bô độ tan nát tình làng nghỉ sớm, quan trọng là nó vẫn còn bô dinh. Rồi lên đây. Rồi